Rạng sáng nay, Chelsea đã giành siêu cúp châu Âu 2021 sau khi vượt qua Villarreal với tỷ số 6-5 ở loạt sút luân lưu 11m, sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đáng chú ý, thủ thành số 2 Kepa trở thành người hùng của Chelsea, dù đến phút thứ 119 anh mới được tung vào sân thay cho Mendy. Tiết lộ sau trận, huấn luyện viên Chelsea Thomas Tuchel cho biết ông và ban huấn luyện chủ định tung Kepa vào sân cho loạt sút luân lưu vì thủ thành người Tây Ban Nha có tỷ lệ cản phá 11m tốt hơn Mendy. Được biết, Kepa từng đẩy thành công 5 lần sau 22 lần đối mặt các quả sút 11m trước đó, còn tỷ lệ này của Mendy chỉ là 2 lần thành công sau 26 lần đối mặt phạt đền. Niềm tin của ban huấn luyện Chelsea rốt cuộc đã được đền đáp xứng đáng khi Kepa đã cản phá thành công 2 lượt sút của cầu thủ Villarreal, mang về danh hiệu đầu tiên cho Chelsea trước thềm mùa giải mới. Theo một tờ báo của Tây Ban Nha cho biết, Barcelona vẫn còn nợ Messi tới 39 triệu euro phí trung thành. Trong hợp đồng ký kết vào năm 2017 giữa hai bên, có điều khoản Messi sẽ được trả 78 triệu euro cho lòng trung thành khi ở lại đội bóng xứ Catalan đến thời điểm tháng 2 năm 2020. Điều khoản này được cả Messi và đội bóng cũ thống nhất trong bản hợp đồng cuối cùng trị giá 555 triệu euro. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou mới chỉ trả một nửa khoản tiền này cho Messi vào tháng 6 năm ngoái, đồng thời giao hẹn thanh toán nốt nửa còn lại vào năm nay. Dù vậy, tình hình tài chính khó khăn khiến Barcelona vẫn chưa thể trả số tiền này cho Messi. Đội bóng này cũng phải xin khất các khoản tiền phúc lợi với nhân viên câu lạc bộ vì lý do tương tự. Sau thời gian cách ly y tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức trở lại làm việc cùng các học trò vào chiều nay. Bên cạnh sự trở lại của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện cũng chào đón tân trợ lý Park Jong-kyun. Bày tỏ cảm xúc của mình trước khi làm việc cùng đội tuyển Việt Nam, trợ lý Park Jong-kyun nói: "Lần này tôi không biết tôi có thể giúp gì được nhiều cho đội bóng hay không. Tuy nhiên tôi sẽ nỗ lực hết sức cùng với những kinh nghiệm đúc kết của bản thân để cùng đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất." Sau hơn một tuần tập luyện chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp đón nhận những tin vui khi Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Anh đã có thể trở lại tập luyện cùng giáo án của ban huấn luyện. Đến thời điểm hiện tại, trường hợp duy nhất gặp chấn thương của đội tuyển Việt Nam là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Và vừa rồi là những tin tức của nền tảng thể thao của web thể thao.vn. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải tạm thời chia tay nhau rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.